Chào cả nhà, Hiền tên là Trần Hiền, năm nay thì Hiền 24 tuổi và công việc trước đây của Hiền á, là Hiền là một người công nhân. Hiền làm công nhân may ở khu công nghiệp V-Ship 1 Bình Dương. Tình cờ thì Hiền biết đến được cơ hội kinh doanh online tuyệt vời của Oriflame. Thì sau 2 năm nỗ lực, Hiền đã có được những cái điều rất là tuyệt vời mà trước đây chưa có bao giờ Hiền nghĩ tới. Cái điều tuyệt vời đầu tiên đó, đó chính là về cái thu nhập. Ngày trước á, Hiền làm công nhân thì thu nhập của Hiền chỉ có 4 triệu, 5 triệu một tháng thôi. Thực sự là nó không có đủ để trang trải cho cuộc sống. Tiền nhà, tiền trọ, rồi nhiều tháng mình muốn phụ ba mẹ của mình thêm tiền, nhưng mà cũng không có đủ. Nhưng mà hiện tại á, thì cái thu nhập của Hiền tại Oriflame nó đã hơn 9 con số rồi. Và rất là tuyệt vời. Hiền có thể thoải mái mua sắm, cũng như là cái cuộc sống của mình nó thay đổi nhiều hơn. Ba mẹ của mình không có còn phải vất vả để đi làm nữa. Rồi cái thứ hai nữa là Hiền đã có một cái căn nhà mơ ước tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 2. Cái căn nhà ở Lexington rất là đẹp, trị giá hơn 2,5 tỷ. Và cái điều thứ ba tuyệt vời nữa Hiền nhận được từ công việc này đó là về cái giá trị du lịch miễn phí. Nhà mình thấy là hiện tại Hiền đang ở Paris và ở đây có tháp Eiffel rất là đẹp. Kế bên đó là dòng sông Seine. Cả nhà mình thấy đẹp không ạ? Nói chung đi du lịch châu Âu nó là một cái mơ ước rất là lớn đối với Hiền. Bởi vì từ trước tới giờ Hiền không có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ đi khỏi ra đất nước Việt Nam. Nhưng mà kinh doanh online với Oriflame á, thì Hiền đã được đi qua rất là nhiều nơi ở châu Âu. Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp. Sắp tới đây Hiền sẽ đi Úc, rồi đi Thụy Điển và đi Mỹ nữa. Bản thân Hiền thì trước đây là một người công nhân, Hiền rất là nhút nhát, không có tự tin, ít nói nữa. Nhưng mà môi trường Oriflame đã rèn luyện Hiền và thay đổi Hiền rất là nhiều. Nhà mình thấy là hôm nay Hiền rất là khác đúng không ạ? Hiện tại á, Hiền cũng đang cộng tác với rất là nhiều anh chị em, mẹ bỉm sữa, nội trợ, công nhân. Năm ngoái á, thì Hiền đi du lịch ở Ý chỉ có một mình thôi. Nhưng mà năm nay Hiền được đi chung với đồng đội của mình, hơn 12 thành viên, họ cũng là nội trợ, họ là công nhân, họ là mẹ bỉm sữa, hay là họ là nhân viên văn phòng cũng có nữa. Và đội nhóm của Hiền đang ở trên kia để chụp hình selfie. Hiền rất là hạnh phúc vì điều này. Và cái điều tuyệt vời nhất nữa đó là mình không có đi một mình, mà mình có thể dẫn được con hay là chồng hay ba mẹ của mình đi nữa. Tháng 1 sắp tới Hiền đi Úc thì Hiền sẽ dẫn theo mẹ và em trai của Hiền đi. Rất là tuyệt vời. Bye bye, cảm ơn cả nhà.